không có phương tiện thiện xảo mà trụ ba pháp môn giải thoát, thì rơi vào bậc thanh văn hoặc độc giác, chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, như vậy gọi là Bồ Tát đỉnh đọa. Chính sự đỉnh đọa này cũng gọi là sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử liền hỏi tiếp, vì duyên gì Bồ Tát đỉnh đọa gọi là sanh? Thiện Hiện đáp, sanh có nghĩa là pháp ái. Nếu các Bồ Tát thuận theo đường pháp ái thì gọi là sanh. Xá Lợi Tử hỏi, vì sao gọi là Bồ Tát thuận theo đường pháp ái? Thiện Hiện đáp, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với sắc an trú không mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú không mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú vô tướng mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú vô tướng mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú vô nguyện mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú vô nguyện mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú vô thường mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú vô thường mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú khổ mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú khổ mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú vô ngã mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú vô ngã mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú bất tịnh mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú bất tịnh mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú tịch tịnh mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú tịch tịnh mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc an trú viễn ly mà khởi tưởng đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú viễn ly mà khởi tưởng đắm trước, thì đó là Bồ Tát thuận theo đường pháp ái. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khởi lên ý nghĩ, đây là sắc nên đoạn, đây là thọ tưởng hành thức nên đoạn, do đó cho nên phải đoạn sắc, do đó cho nên phải đoạn thọ tưởng hành thức. Đây là khổ nên biết rõ, do đó cho nên phải biết rõ khổ. Đây là tập nên đoạn vĩnh viễn, do đó cho nên phải đoạn trừ vĩnh viễn tập. Đây là diệt nên tác chứng, do đó cho nên phải tác chứng diệt. Đây là đạo nên tu tập, do đó cho nên phải tu tập đạo. Đây là tạp nhiễm, đây là thanh tịnh, đây nên gần gũi, đây chẳng nên gần gũi, đây nên làm, đây chẳng nên làm, đây là đạo, đây chẳng phải là đạo, đây nên học, đây chẳng nên học, đây là bố thí ba la mật đa, đây chẳng phải là bố thí ba la mật đa, đây là tịnh giới ba la mật đa, đây chẳng phải là tịnh giới ba la mật đa, đây là an nhẫn ba la mật đa, đây chẳng phải là an nhẫn ba la mật đa, đây là tinh tấn ba la mật đa, đây chẳng phải là tinh tấn ba la mật đa, đây là tịnh lự ba la mật đa, đây chẳng phải là tịnh lự ba la mật đa, đây là bát nhã ba la mật đa, đây chẳng phải là bát nhã ba la mật đa, đây là phương tiện thiện xảo, đây chẳng phải là phương tiện thiện xảo, đây là Bồ Tát sanh, đây là Bồ Tát ly sanh. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa an trụ các pháp như vậy mà sanh tưởng đắm, thì đó là Bồ Tát thuận theo đường pháp ái. Pháp ái như vậy gọi là sanh, như ăn đêm thường sanh bệnh hoạn. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, Đại Bồ Tát nhập chánh tánh ly sanh như thế nào? Thiện Hiện đáp, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy cái không nội, chẳng đợi cái không nội mà quán cái không ngoại, chẳng thấy cái không ngoại, chẳng đợi cái không ngoại mà quán cái không nội, chẳng đợi cái không ngoại mà quán cái không nội, chẳng thấy cái không nội ngoại, chẳng đợi cái không nội ngoại mà quán cái không ngoại, chẳng đợi cái không nội ngoại mà quán cái không không, chẳng thấy cái không không, chẳng đợi cái không không mà quán cái không nội ngoại, chẳng đợi cái không không mà quán cái không lớn, chẳng thấy cái không lớn, chẳng đợi cái không lớn mà quán cái không không, chẳng đợi cái không lớn mà quán cái không thắng nghĩa, chẳng thấy cái không thắng nghĩa, chẳng đợi cái không thắng nghĩa mà quán cái không lớn, chẳng đợi cái không thắng nghĩa mà quán cái không hữu vi, chẳng thấy cái không hữu vi, chẳng đợi cái không hữu vi mà quán cái không thắng nghĩa, chẳng đợi cái không hữu vi mà quán cái không vô vi.
chẳng thấy cái không vô vi, chẳng đợi cái không vô vi mà quán cái không hữu vi, chẳng đợi cái không vô vi mà quán cái không rốt ráo, chẳng thấy cái không rốt ráo, chẳng đợi cái không rốt ráo mà quán cái không vô vi, chẳng đợi cái không rốt ráo mà quán cái không không biên giới, chẳng thấy cái không không biên giới, chẳng đợi cái không không biên giới mà quán cái không rốt ráo, chẳng đợi cái không không biên giới mà quán cái không tản mạn, chẳng thấy cái không tản mạn, chẳng đợi cái không tản mạn mà quán cái không không biên giới, chẳng đợi cái không tản mạn mà quán cái không không đổi khác, chẳng thấy cái không không đổi khác, chẳng đợi cái không không đổi khác mà quán cái không tản mạn, chẳng đợi cái không không đổi khác mà quán cái không bản tính, chẳng thấy cái không bản tính, chẳng đợi cái không bản tính mà quán cái không không đổi khác, chẳng đợi cái không bản tính mà quán cái không tự tướng, chẳng thấy cái không tự tướng, chẳng đợi cái không tự tướng mà quán cái không bản tính, chẳng đợi cái không tự tướng mà quán cái không cộng tướng, chẳng thấy cái không cộng tướng, chẳng đợi cái không cộng tướng mà quán cái không tự tướng, chẳng đợi cái không cộng tướng mà quán cái không tất cả pháp, chẳng thấy cái không tất cả pháp, chẳng đợi cái không tất cả pháp mà quán cái không cộng tướng, chẳng đợi cái không tất cả pháp mà quán cái không chẳng thể nắm bắt được, chẳng thấy cái không chẳng thể nắm bắt được, chẳng đợi cái không chẳng thể nắm bắt được mà quán cái không tất cả pháp, chẳng đợi cái không chẳng thể nắm bắt được mà quán cái không không tánh, chẳng thấy cái không không tánh, chẳng đợi cái không không tánh mà quán cái không chẳng thể nắm bắt được, chẳng đợi cái không không tánh mà quán cái không tự tánh, chẳng thấy cái không tự tánh, chẳng đợi cái không tự tánh mà quán cái không không tánh, chẳng đợi cái không tự tánh mà quán cái không không tánh tự tánh, chẳng thấy cái không không tánh tự tánh, chẳng đợi cái không không tánh tự tánh mà quán cái không tự tánh. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu quán như vậy thì gọi là Bồ Tát nhập chánh tánh ly sanh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như thế này: sắc nên biết, chẳng nên đắm, thọ tưởng hành thức nên biết, chẳng nên đắm, cái danh của sắc nên biết, chẳng nên đắm, cái danh thọ tưởng hành thức nên biết, chẳng nên đắm, nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên biết, chẳng nên đắm, cái danh nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm, cái danh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên biết, chẳng nên đắm, sắc xứ nên biết, chẳng nên đắm, thanh hương vị xúc pháp xứ nên biết, chẳng nên đắm, cái danh sắc xứ nên biết, chẳng nên đắm, cái danh thanh hương vị xúc pháp xứ nên biết, chẳng nên đắm, nhãn giới sắc giới nhãn thức giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh nhãn giới sắc giới nhãn thức giới nên biết, chẳng nên đắm, nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới nên biết, chẳng nên đắm, tỷ giới hương giới tỷ thức giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh tỷ giới hương giới tỷ thức giới nên biết, chẳng nên đắm, thiệt giới vị giới thiệt thức giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh thiệt giới vị giới thiệt thức giới nên biết, chẳng nên đắm, thân giới xúc giới thân thức giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh thân giới xúc giới thân thức giới nên biết, chẳng nên đắm, ý giới pháp giới ý thức giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh ý giới pháp giới ý thức giới nên biết, chẳng nên đắm, địa giới nên biết, chẳng nên đắm, thủy hỏa phong không thức giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh địa giới nên biết, chẳng nên đắm, cái danh thủy hỏa phong không thức giới nên biết, chẳng nên đắm, thánh đế khổ nên biết, chẳng nên đắm, thánh đế tập diệt đạo nên biết, chẳng nên đắm, cái danh thánh đế khổ nên biết, chẳng nên đắm, cái danh thánh đế tập diệt đạo nên biết, chẳng nên đắm, vô minh nên biết, chẳng nên đắm, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não nên biết, chẳng nên đắm, cái danh vô minh nên biết, chẳng nên đắm, cái danh hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não nên biết, chẳng nên đắm, bốn tịnh lự nên biết, chẳng nên đắm, bốn vô lượng bốn định vô sắc nên biết, chẳng nên đắm, cái danh bốn tịnh lự nên biết, chẳng nên đắm, cái danh bốn vô lượng bốn định vô sắc nên biết, chẳng nên đắm,
năm loại mắt nên biết chẳng nên đắm, sáu phép thần thông nên biết chẳng nên đắm, cái danh năm loại mắt nên biết chẳng nên đắm, cái danh sáu phép thần thông nên biết chẳng nên đắm, bố thí ba la mật đa nên biết chẳng nên đắm, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên biết chẳng nên đắm, cái danh bố thí ba la mật đa nên biết chẳng nên đắm, cái danh tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên biết chẳng nên đắm, bốn niệm trụ nên biết chẳng nên đắm, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nên biết chẳng nên đắm, cái danh bốn niệm trụ nên biết chẳng nên đắm, cái danh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên biết chẳng nên đắm, mười lực của Phật nên biết chẳng nên đắm, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên biết chẳng nên đắm, cái danh mười lực của Phật nên biết chẳng nên đắm, cái danh bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng nên biết chẳng nên đắm. Lại nữa Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như thế này: tâm Bồ Đề nên biết chẳng nên đắm, cái danh tâm Bồ Đề nên biết chẳng nên đắm, tâm vô thượng nên biết chẳng nên đắm, cái danh tâm vô thượng nên biết chẳng nên đắm, tâm rộng lớn nên biết chẳng nên đắm, cái danh tâm rộng lớn nên biết chẳng nên đắm. Vì sao vậy? Vì tâm ấy chẳng phải là thường tâm, vì bản tánh thanh tịnh. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: vì sao tâm ấy bản tánh thanh tịnh? Thiện Hiện đáp: tâm ấy bản tánh chẳng tương ưng với tham, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với sân, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với si, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các triền kiết tùy miên, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các kiến thú lậu bộc lưu ách thủ, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng các tâm thanh văn độc giác, chẳng phải chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử, tâm ấy bản tánh thanh tịnh như vậy. Xá Lợi Tử hỏi: tâm ấy bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm? Thiện Hiện đáp: trong tính chẳng phải tâm, có cái tánh vô tánh có thể nắm bắt được chăng? Xá Lợi Tử đáp: không, Thiện Hiện. Thiện Hiện nói: trong tính chẳng phải tâm, có cái tánh không tánh đã chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao có thể nói là tâm ấy bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm? Xá Lợi Tử hỏi: những gì gọi là tánh của tâm chẳng phải tâm? Thiện Hiện đáp: đối với tất cả các pháp không đổi khác, không phân biệt, gọi đó là cái tánh của tâm chẳng phải tâm. Xá Lợi Tử hỏi: như tâm không đổi khác, không phân biệt, sắc cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Thiện Hiện đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thọ tưởng hành thức cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhãn xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhĩ tỷ thể thân ý xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sắc xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thân giới, xúc giới, thân thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, địa giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thủy hỏa phong không thức giới cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy.
Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thánh đế khổ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, thánh đế tập diệt đạo cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, vô minh cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn tịnh lự cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, năm loại mắt cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, sáu phép thần thông cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bồ thí ba la mật đa cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn niệm trụ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, mười lực của Phật cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cho đến quả vị giác ngộ cao tột cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp: đúng vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử khen thiện hiện: hay thay, hay thay, thật đúng như đã nói, ngài là chân Phật tử, từ tâm Phật sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật sanh, từ pháp hóa sanh, nhận phần pháp Phật, chẳng nhận phần của cải. Ở trong các pháp thân tự tác chứng do tuệ nhãn hiện thấy nên mới có thể nói lên như vậy. Thế Tôn khen ngài ở trong chúng thanh văn là người đệ nhất an trú trong định vô chánh, như lời Phật dạy thật đúng không sai. Thiện hiện Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Nếu Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thường học như vậy, thì nên biết đã an trú bậc bất thối chuyển, chẳng rời Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện người muốn học bậc thanh văn đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc độc giác đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Như Lai đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Vì sao vậy? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy đã rộng nói khai thị pháp của ba thừa. Nếu Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là đã học khắp cả ba thừa, và đối với pháp của ba thừa đều được thấu suốt.